Biết con khóa khó qua khỏi vì ung thư não thì một ông bố ở Thái Lan đã tìm hiểu phương thức đông lạnh thi thể và dành nhiều tháng để thuyết phục vợ cùng với người nhà, với hy vọng khi công nghệ phát triển, con gái nhỏ của họ sẽ có thể sống lại. Và họ đã quyết định đông lạnh đứa con 3 tuổi để chờ hồi sinh. Theo đó, bé Ains, 3 tuổi, được chẩn đoán là mắc ung thư chỉ vài tháng trước khi qua đời, làm dấy lên một sự quyết tâm lớn trong anh Sahathon, mong rằng con gái có thêm cơ hội để sống. Bé Ains trải qua 10 ca phẫu thuật, 12 lần điều trị hóa chất, 20 lần xạ trị, thế nhưng vẫn không thể chiến thắng được bệnh tật. Sau nhiều tháng nỗ lực tìm hiểu các phương thức cứu con, người bố thấy hy vọng duy nhất của anh chính là phương pháp cryonics, trong đó thì toàn bộ cơ thể hoặc là phần đầu của người đã khuất sẽ được đông lạnh bằng khí titơ lỏng, chờ cho tới khi khoa học tiên tiến sẽ giúp họ sống lại trong tương lai hoặc là chữa được căn bệnh hiểm nghèo mà họ mắc phải. Cặp vợ chồng lựa chọn công ty kéo dài sự sống Ancor ở bang Arizona của Mỹ để tiến hành quá trình đông lạnh này. Thay vì lựa chọn hình thức đông lạnh toàn thân với giá 200.000 đô la Mỹ, vợ chồng anh Sahathan đã quyết định chỉ đông lạnh phần đầu và não bộ của cô con gái với giá là 80.000 đô. Để giảm bớt chi phí, và bé Ains cũng là người nhỏ tuổi nhất từng được bảo quản bằng công nghệ này. Thưa quý vị, để việc đông lạnh được thành công nhất thì các chuyên gia cho biết là tốt nhất bắt đầu quá trình này trong vòng 60 giây ngay sau khi mà tim ngừng đập. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc gia đình nhìn thấy thân nhiệt của bé S được hạ xuống ngay trước mắt mình. Sau đó, thi thể của em được làm lạnh và chuyển tới Arizona. Sau khi thi thể bé được chuyển đến Arizona thì các chuyên gia Ancor phẫu thuật tách não em ra khỏi cơ thể và mang đi đông lạnh ở nhiệt độ âm 196 độ C. Đặt bên trong một chiếc bình chân không chứa đầy khí nitơ lỏng. Và não sẽ tiếp tục được bảo quản tại đây chờ đến khi công nghệ phát triển. Các chuyên gia Ancor tin rằng một khi khoa học đã phát triển đến trình độ có thể đưa một người đã chết sống lại, thì việc tái tạo một cơ thể hoàn toàn mới giống hệt bằng cách sử dụng ADN không phải là điều khó khăn.